Linh đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Linh. Ngày hôm nay thì sẽ là tập 21 của series Thử Gian Xịn Yêu Mến và Linh nghĩ là mọi người đang rất là nóng lòng tìm xem là ngày hôm nay Linh sẽ review dòng son nào, đúng không? Linh nghĩ là mọi người sẽ không thất vọng đâu, bởi vì hôm nay thì mình sẽ review dòng son Chanel Coco Blue mà mọi người đã gửi request cho Linh rất là nhiều. Và Linh cũng rất là sorry mọi người vì đến bây giờ mới quay cũng như là lên video ngày hôm nay. Dòng son Chanel Coco Blue là một trong những cái dòng son mới ra gần đây nhất của nhãn hàng Chanel và nó mang cái hiệu ứng thiên về dạng kiểu son môi bóng khỏe phù hợp với cả mùa hè, có nhiều dưỡng cũng như là có nhiều màu sắc rất là đa dạng, rất là nổi bật, từ kiểu cam, đỏ, hồng cho tới những cái màu đậm hơn, cá tính hơn nhưng mà vẫn mang một cái phong cách rất là sang trọng cũng như là một cái phong cách rất là đẹp của Chanel hướng tới. Anyway thì nếu như mà mọi người xem Linh từ lâu thì mọi người đã biết là Linh đã yêu thích rất là nhiều với cả anh em bạn gì của dòng Chanel Coco Bloom, đó chính là dòng Chanel Coco Flash. Một lần nữa, Linh còn chưa lên Chanel Coco Flash. Dù sao thì cái dòng Chanel Coco Flash thì nó là tiền thân của bạn Coco Bloom. Theo như là Linh nhận thấy, nói chung là cả hai đều rất là nhiều dưỡng này, mang lại cái hiệu ứng bóng. Nhưng mà Linh nghiêng thích hơn về Chanel Coco Bloom bây giờ là bởi vì với cả bạn Chanel Coco Bloom này thì ngoài cái hiệu ứng bóng khỏe này, màu sắc đa dạng này, mang lại cái hiệu ứng cực kỳ căng mọng cho đôi môi, cực kỳ hợp với cả mùa hè và rất là thích hợp với những bạn nào mà thích son bóng giống như Linh mà lại còn mềm, mượt, ẩm trên môi, mang lại màu sắc cực kỳ đa dạng và lên màu một phát lên luôn, thì nó còn có cả khả năng là giữ cũng như là bám màu lâu hơn nữa. Đối với cả dòng son Chanel Coco Flash này thì sau khi ăn xong thì nó sẽ tuột hết đi, còn đối với cả Chanel Coco Bloom ấy thì nó sẽ có lại một cái độ gọi là hơi bám màu, hơi stain màu một chút, rất là nhẹ nhàng, rất là tự nhiên. Khi mà kiểu nó đánh lòng môi mình chỉ hơi bặm bặm một tí thôi, hơi nhạt một chút, của My Lips But Better nhưng mà very very căng mọng như là vừa mới cả ăn trái cherry xong á mọi người. Phun môi thì nhìn môi của mọi người nó sẽ như kiểu Linh bây giờ, nó rất là kiểu full đẹp, màu sắc rất chi là trendy, rất là bóng bẩy, óng ánh nhưng mà không bị kiểu như là lóa quá hay là không bị bóng nhẫy quá. Nói chung là một cái công thức son rất là xinh đẹp. Anyway thì không nói nhiều về công thức của son nữa. Linh nghĩ là mọi người đang rất là băn khoăn về những cái màu son trong bộ sưu tập này nó như thế nào, thì trong tay Linh sẽ có 8 màu son của Chanel Coco Bloom khác nhau. Linh hơi thiếu một vài cái màu mà Linh muốn mua, bởi vì kiểu đạn này dịch ấy, Linh không đi ra ngoài được, thế nên là mình không có thể stock thêm một vài màu nữa. Maybe là nếu như mà Linh có stock hay là Linh có mua một cái màu nào mới của dòng này thì Linh sẽ swatch với cả mọi người trên Instagram sau nhé. Còn bây giờ thì bọn mình sẽ vào luôn với cả phần swatch của video ngày hôm nay. Let's go! Màu 18 là tông màu hồng be cổ điển dành cho các chị em thích tông sắc an toàn và không kén cạnh màu da hay là màu men răng. Chất son như là bơ chảy đều nhẹ tênh chỉ với cả một chiếc bặm môi thôi mọi người. Màu này tán lòng môi thì sẽ ra tông cánh hồng cho nhạt xinh xẻo, còn khi đánh phun môi thì sẽ lên bật sắc be hồng sắc nét, nhìn cưng cưng dịu dàng và cực kỳ nữ tính luôn. Highly recommend màu này cho các bác dân phân phòng nhé. Một 24 là tông màu hồng coral tươi tắn, nếu muốn cả khuôn mặt bừng sáng rạng ngời thì màu này đích thị là dành cho bạn. Mặc dù có xuyệt tone coral một chút nhưng mà em ấy không hề kén da và men răng một xíu nào cả. Tán lông môi thì sẽ lên màu hồng cam phớt phớt, còn khi đánh phun môi thì sẽ chuẩn sắc hè nồng cháy. Chất son làm cho môi trông mọng đầy như là nhiệt huyết thanh xuân luôn các bác ạ. Màu này thực sự rất là playful nhưng mà không quá khó để áp dụng đâu. Một 26 là tông màu hồng cánh sen chính hiệu nhé mọi người. Mặc dù đây không phải là màu make up of tea nhưng mà các chị tầm 35 đến 45 và các bạn da trắng thích make up theo kiểu Hàn Quốc chính hiệu thì sẽ rất là đắm đuối tông này nhé. Đánh lòng môi sẽ ra màu hồng sen Barbie vừa phải, trông sẽ hợp với cả Linh nhất. Còn khi đánh phun môi thì sẽ chuẩn hồng cánh sen fuchsia nhức mắt, nhưng mà nhờ cái chất son căng bóng và mềm mại thế nên là cảm giác dễ thứ tha ghê luôn ấy mọi người ạ.
134 là chiếc màu xinh xắn yêu thích nhất của Linh trong tất cả các cây Coco Blue mà mình đang sở hữu. Màu này thuộc dạng tông đỏ cam chili đồng đẹp nao lòng và cực kỳ trendy, trộn lòng các bác dù màu da có trắng hay là ngăm hơn nhé. Nếu như mà men răng của mọi người không được trắng lắm thì nên lưu ý đánh màu này tán lòng môi thôi. Khi mà tán lòng môi thì sẽ lên màu cam suyệt đỏ mỏng mọng nước. Màu này đánh full môi thì cũng xinh đẹp xuất sắc, chuẩn đỏ cam chili đồng thu hút như cô gái xinh đẹp Girls Next Door với thần thái nổi bật nhưng mà tính tình thì nhã nhặn ôn hòa ấy. Một 38 là tông đỏ táo cho những tín đồ yêu màu đỏ cổ điển tha thiết. Màu đỏ táo này thì luôn là tông màu nổi tiếng nhất bởi vì em ấy có thể cân hết được các sắc tố da, làm răng và mặt mũi trông trắng dạng hơn và quan trọng là không khiến cho người thoa chúng bị dừ đi vài tuổi. Đánh lòng môi sẽ ra đỏ base hồng cũng khá là xinh nhưng mà Linh thấy sẽ không đặc sắc bằng khi mà đánh phun môi đâu mọi người nhé. Màu 40 là tông đỏ ngà, màu phúc bồn tử rất là đặc biệt. Đây cũng chính là tông màu được dùng cho gương mặt đại diện cho Chanel Coco Bloom đợt này trên cô nàng Lily Rose Depp đấy. Nếu ngại sự rực rỡ của đỏ nhưng mà vẫn muốn có được sự cuốn hút kỳ lạ thì tông này sẽ thỏa mãn ý nguyện của bạn. Tán lòng môi thì cũng sẽ ra tông đỏ hồng nhưng mà sắc đỏ thì lên nhỉnh hơn là bạn 138. Thế nên là màu này đánh lòng môi xinh xắn trúng chím cực ý. Tán phun toàn bộ môi thì sẽ ra tông đỏ với cả độ pha màu quá tuyệt vời của Chanel lần này. Vừa cuốn hút rực rỡ nhưng mà vẫn có nét kiêu sa trẻ trung, phù hợp với cả ý đồ tổng thể đầy màu sắc và sự tươi mới của nhà Chanel đợt này. Một 44 là tông đỏ sậm rượu burgundy nếu cần tìm kiếm sự cá tính sắc nét hơn trong dòng son Coco Bloom. Sắc màu hơi pha chút tông rượu thế nên là khi tán lòng môi sẽ chuẩn màu stain của rượu ngấm lên từ từ rất là tự nhiên ở trên môi sau một bữa tiệc rượu vui vẻ xuyên đêm ý. Cá nhân Linh thì cực kỳ thích màu này khi đánh lòng môi nhất mọi người nhé. Khi thoa phun môi thì sẽ hiện lên phong cách chị đại không ngại nhà ai, siêu quyền lực nhưng mà không bị quá dừ bởi chất son bóng mượt căng mọng như là quả cherry mát ngọt mùa hè vậy. Cuối cùng là 148, tông màu đỏ tím quệt quệt tí xíu burgundy như chai rượu vang lâu năm, khó mà có thể miêu tả hết được sự pha lẫn giữa các hương vị màu sắc đặc biệt như vậy. Màu này khi tán lòng môi thì sẽ lên tông hồng tím rõ rệt hơi bầm nhẹ, nhìn khá là cá tính. Mình nghĩ sẽ hợp nhất nếu như mà đánh vào mùa hơi lạnh hơn là bây giờ mùa hè đang rất là nóng nực. Đánh phun môi thì sẽ lên chuẩn màu quả nho mọng, thật là mọng, vừa sang lại vừa bí ẩn, xinh ghê lắm luôn ý. Mặc dù vậy thì dưới cả hai cách đánh phun môi hay là lòng môi thì Linh vẫn thấy là em này sẽ phù hợp nhất vào mùa đông nhé. Và cuối cùng thì Linh cũng đã trả bài xong với cả mọi người với dòng son Chanel Coco Bloom mà Linh đang rất là yêu thích trong thời gian gần đây. Linh mong là sau khi xem xong video này thì mọi người có thể tìm được một cái màu son như ý của dòng Coco Bloom này. Và đặc biệt là nếu những bạn nào mà chưa bao giờ từng mua son của Chanel thì cũng có thể tự tin hơn sắm cho mình một cây son Chanel sang xịn mịn và rất là đẹp lần này nhé. Rất là cảm ơn mọi người vì đã dành thật là nhiều thời gian để xem video cùng với cả Linh. Đừng quên like, share, subscribe cho channel của Linh để bọn mình có thể gặp lại nhau trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ thì Linh sẽ phải tạm dừng video ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào trong các video tiếp theo trên channel của Linh nhé. Bye bye.